Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 137 của Đấu Đế Đại Lục, Tiêu Viêm an ủi mọi người không cần sợ, dăm ba thằng thần tướng hắn lo được. Đến ngay cả đấu tiên một sao, Tiêu Viêm khẳng định cũng đánh ngang cơ. Chuyển sang tập 138 của Đấu Đế Đại Lục, Thiên Ngưng báo cáo tình trạng của cha mình sắp không qua khỏi. Sợ Tiêu Viêm đi lấy quả cừu chuyển Niết Bàn cũng không kịp. Vì thời gian quãng đường từ chỗ này đến đầm lầy tinh linh quá lâu, thời từ trường lão có cách giải quyết. Đám người Tiêu Viêm có thể dùng hố đen không gian di chuyển, mà bên trong không gian hố đen ở đây có cả quái vật không gian. Lúc này một người cá chạy vào báo cáo với Thiên Ngưng, có hai người đang đánh vào tộc người cá. Tiêu Viêm để em bé 6 tuổi ở chỗ này, hắn chạy ra nhìn thấy em bé Tử Nghiên và Long Quỳnh đấu đế 9 sao hậu kỳ, thì hai người thần tướng huyết quái đã xuất hiện. Họ đang la om sòm đám người cá dám sát hại toàn bộ quân đội huyết quái. Lần này họ sẽ giết sạch người ở chỗ này để trả thù. Tiêu Viêm đã đi xem thằng nào dám manh động ở chỗ này. Một thần tướng huyết quái dùng linh hồn đánh lén Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng linh hồn thế giai hậu kỳ của mình ngăn chặn thành công. Do đó hai tên thần tướng khẳng định Tiêu Viêm chính là người giết huyết thần tướng xếp hạng thứ 7. Một tên thần tướng tạo ra một bàn tay màu đỏ đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy 7 người khiêu chiến đang định lao lên. Tiêu Viêm cho 7 người dừng tay. Hắn đã sử dụng đấu kỹ Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng va chạm. Hiện tại hai tên thần tướng đấu đế 9 sao đỉnh phong đánh hai trưởng vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nội chống đỡ. Trở lại với Tử Nghiên, xin chị Long Quỳnh ra tay giúp Tiêu Viêm. Long Quỳnh trên tay cầm một cây phóng lợn đầu rồng màu đen. Tiêu Viêm đã không cho Long Quỳnh trợ giúp, mà để hắn cần hai thần tướng Lăng Huyết và Huyết Cốt. Do đó Lăng Huyết và Huyết Cốt điên cuồng tấn công cánh trái và cánh tay phải của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tạo ra những quả bom hỏa liên ném vào hai người Lăng Huyết. Hai người Lăng Huyết đã phải sử dụng áo giáp bọc cơ thể, có tên là Huyết Thần Khải, vì vậy đã tạo ra một vụ nổ. Thì trên hai bộ áo giáp của Lăng Huyết đã có vết đất. Lúc này Huyết Cổ và Lăng Huyết đã sử dụng chiêu mạnh nhất của mình là Lăng Huyết Nhất Chỉ và Huyết Cốt Liệt Chảo. Một ngón tay và một bàn tay đánh về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm sử dụng đấu kỹ Thánh Thiên Liên Tiên là bắn ra hai mũi tên, đồng thời sử dụng thêm đấu kỹ Linh Hồn Thương Khung Hàn, làm cho hai người Huyết Cổ và Lăng Huyết đánh trọng thương. Hai người nói chuyện với Tiêu Viêm giết họ. Ngô Hoàng sẽ tìm Tiêu Viêm trả thù. Tiêu Viêm cho hai mũi tên bắn xuyên qua cơ thể hai người nổ tung lắm mồm, và hắn lấy được hai cục máu huyết tinh. Quân đội người cá đang có mặt ngồi bàn luận Tiêu Viêm đã chém được ba thần tướng của huyết quái. Về phần Tử Nghiên nói nhỏ với chị Long Quỳnh, Tiêu Viêm vừa khỏe vừa mạnh trên 30 phút không phải lo. Ngày xưa cô từng tiếp xúc với Tiêu Viêm, nhưng Tử Nghiên cho mình chính là thiên tài của Long Tộc. Khi cô được tộc trưởng nhận xét đột phá đấu đế 3 sao, trở lại với Thiên Ngưng mời đám người Tiêu Viêm đi vào bên trong nghỉ ngơi. Tử Nghiên đi đến chỗ Tiêu Viêm khen, Thanh Mộc Nhi nắm tay trái định đấm Tử Nghiên dám có ý định dụ dỗ chồng bà. Tiêu Viêm giới thiệu Tử Nghiên với Thanh Mộc Nhi. Thanh Mộc Nhi xin lỗi Tử Nghiên vì thái độ của mình. Sau đó toàn bộ mọi người đi vào đại sảnh. Ở trong cuộc nói chuyện, Long Quỳnh cho biết người cá không giao du với người bên ngoài chuyên gia ở ẩn. Thì Thiên Ngưng giải thích, tộc người cá đã bị huyết quái phá đi trận pháp của họ. Do đó Long Quỳnh cũng khá tức về huyết quái. Nếu huyết quái không có đầu tiên, Long tộc đã đi hủy diệt rồi. Tiêu Viêm hỏi Tử Nghiên về quả cừu chuyển Niết Bàn. Tử Nghiên lấy ra một quả đưa cho Tiêu Viêm. Long Quỳnh ngăn Tử Nghiên không thể đưa, vì Tử Nghiên đột phá đấu đế 5 sao cần phải dùng, mà quả cừu chuyển Niết Bàn bây giờ cực kỳ hiếm. Tiêu Viêm nghe vậy không lấy nữa. Hắn xin lỗi Thiên Ngưng về chuyện trị thương cho cha cô ấy. Tuy nhiên Long Quỳnh và Tử Nghiên phát hiện về bệnh tình của tộc trưởng người cá. Họ cũng khuyên Tiêu Viêm không nên manh động tiến vào khu di tích dược tộc để lại lấy quả cừu chuyển Niết Bàn. Tại ở đó chính là hang ổ của huyết quái, trừ khi có thể đánh bại Ngô Hoàng đầu tiên. Kể cả Tử Nghiên cũng ngăn chặn ý nghĩ của thằng liều Tiêu Viêm. Các trưởng lão Long tộc đấu đế 9 sao cũng bị Ngô Hoàng huyết quái đánh trọng thương nằm liệt giường. Tiêu Viêm khiến mọi người bất ngờ về quyết định. Hắn muốn giết Ngô Hoàng đầu tiên. Long Quỳnh thấy Tiêu Viêm ảo tưởng sức mạnh về mình. Thiên Ngưng cho tộc của mình mang đồ ăn lên. Thì Tử Nghiên và Long Quỳnh đã quỳ trước em bé 6 tuổi bởi tổ mạch. Tử Nghiên giải thích tổ mạch với Tiêu Viêm. Em bé 6 tuổi kích hoạt huyết mạch cho Long tộc. Long tộc sẽ phát triển về thời kỳ đỉnh cao. Vì sau thời viễn cổ hạo kiếp, lão tổ Long tộc đã chết biến thành 10 đạo tổ mạch, mà giờ chỉ có một đạo tổ mạch được hóa thành em bé trước mặt. Long Quỳnh sẽ báo cáo lên tộc trưởng, khả năng cao Tiêu Viêm sẽ có được một quả cừu chuyển Niết Bàn. Cô gái 6 tuổi ấp úng, thanh niên Tiêu Viêm phiên dịch cô cảm ơn mọi người.
Cô gái 6 tuổi từ trên đầu đưa ra một giọt máu cho Tiêu Viêm. Nam Nhĩ Minh hóa thành trạng thái Lân Long Vương. Hai người Long Quỳnh và Tử Nghiên đã chào lão tổ Long tộc. Lân Long Vương cho hai người mau đứng dậy. Tình trạng Long tộc cũng rất ít người mạnh. Lân Long Vương nhìn Tiêu Viêm có thể trợ giúp Long tộc, chứ ông đang khống chế cơ thể Nam Nhĩ Minh cũng chịu. Tiêu Viêm trên tay cầm máu Long tộc của em bé 6 tuổi. Hắn đã nhường lại cho người Long tộc sở hữu. Trải qua một thời gian em bé 6 tuổi không thu lại máu của mình, Tiêu Viêm đã phải nhận giọt máu này. Lân Long Vương nói chuyện em gái mình thời viên cổ hào kiếp cũng chết. Cô bé 6 tuổi kêu Long tộc. Đám người Tử Nghiên và Long Quỳnh chuẩn bị quay trở lại Long tộc. Tử Nghiên đề nghị Tiêu Viêm khi nào làm xong việc, hãy đến tìm cô xem sức mạnh. Tiêu Viêm xin Long Quỳnh thấy em bé Tử Nghiên nghịch quá. Long Quỳnh cứ đấm Tử Nghiên. Sau đó ba người Tử Nghiên, Long Quỳnh, em bé 6 tuổi đã đi đến hố sâu không gian trở về Long tộc. Nam Nhĩ Minh lên tiếng về thời gian đi đến khu di tích. Tiêu Viêm cho mọi người nghỉ ngơi một thời gian. Khi lần này tiến vào khu di tích sẽ có nhiều vật phẩm giúp mọi người đột phá cấp độ. Tiêu Viêm đang sờ bốn thần tướng còn lại của huyết quái đến đánh người cá. Khi họ đi vào khu di tích, Thời Từ trưởng lão trình bày ý kiến của mình. Chỉ cần Tiêu Viêm sửa được trận pháp của họ, các thần tướng huyết quái không có cách nào có thể đi vào. Tiêu Viêm cho Thời Từ trưởng lão mang sơ đồ trận pháp cho hắn. Thời Từ trưởng lão đã dẫn Tiêu Viêm cùng đám người khiêu chiến đi xem. Tại một quảng trường có một khối thủy tinh. Thời Từ cho biết viên thủy tinh trước mặt điều khiển trận pháp. Quân đội huyết quái phát hiện đã làm nó bị hư hỏng. Tiêu Viêm dùng tay đình sờ viên thủy tinh. Thời Từ ngăn Tiêu Viêm lại. Do quả thủy tinh chỉ có ma thú huyết mạch mới sờ được. Tiêu Viêm cảm ứng được viên thủy tinh có linh ngắn. Thời Từ kể về cách sửa cần phải có linh ngắn. Tiêu Viêm cho 6 linh ngắn trên người xuất hiện. Cái nào để phù hợp sửa? Thời Từ xin Tiêu Viêm sửa xong linh ngắn. Có thể dùng linh ngắn tăng cường trận pháp. Đến ngay cả đầu tiên cũng không phá được. Lúc này rất nhiều người cá đang trò chuyện với nhau. Tiêu Viêm là nhân tộc vì sao có linh ngắn? Và Tiêu Viêm đã đi đến quả cầu thủy tinh tị linh ma bắt đầu sửa. Thiên Ngưng cũng chưa hiểu rõ Tiêu Viêm thuộc tộc gì. Khi Tiêu Viêm sở hữu linh ngắn của ma thú, Thời Từ rút ra kết luận trên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tu luyện công pháp mới hấp thu được linh ngắn. Và Đại Tế Ti xem bói không hề sai. Tiêu Viêm chính là người cứu đấu đế đại lục một lần nữa. Trở lại với Tiêu Viêm cho linh ngắn của mình vào quả cầu thủy tinh. Các viên nứt trên viên thủy tinh đã bắt đầu liền lại. Một đạo năng lượng từ quả cầu thủy tinh bắn lên bầu trời. Nó đã tạo ra một lớp lá chắn bảo vệ toàn bộ khu vực người cá. Một hình ảnh Đại Tế Ti đã xuất hiện. Cô xin Tiêu Viêm đi vào khu di tích đến nghịch linh viên. Và Tiêu Viêm hay cứu tộc cá. Thời Từ trưởng lão đến cảm ơn Tiêu Viêm. Kể cả toàn bộ người cá đều quỳ xuống trước Tiêu Viêm. Cảm ơn anh em đã xem hết video.